Nói về làm nông nghiệp mà tử tế Thì mình phải trước tiên mình phải nghĩ đến môi trường những người sống xung quanh với mình Mình sử dụng phân như thế nào để không ảnh hưởng tới môi trường Cái đó để tác hại môi trường xung quanh là mình làm việc nó không tử tế Đối với tôi là cái lĩnh vực nông nghiệp này thì tôi áp dụng vô là à, Hữu cơ là chính Cái hữu cơ Thứ nhất cái hữu cơ nó không ảnh hưởng tới cái môi trường Và Thứ hai là hoa rất là bền. À, đạt đạt hoa thì nó rất là bền, màu sắc thì nó rất chuẩn. Nó không phải như phân mà hóa học. Và mình đi những cái hóa học thực tế thì nó sẽ giết hại môi trường môi trường và về sau thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình trước, rồi những người chung quanh với mình cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cho nên là đối với tôi lĩnh vực nông nghiệp cái hàng đầu là tôi phải đi là về chất lượng và cái cuộc sống xung quanh môi trường dưới tôi đó là cái 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 tôi áp dụng vô cái lĩnh vực nông nghiệp để à, làm cho nó đàng hoàng và tử tế à, để phát triển sau này đó là cái 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 sản phẩm nhất là cái sản phẩm hoa lan mình phải đi như vậy mới mới bền và và vững được đối với cái công nông nghiệp lĩnh vực nông nghiệp hiện đại là tất cả mọi cái gì mình cũng đi bằng công nghiệp quá hiện đại quá máy móc cải tạo máy móc từ máy móc từ nhà kính là mình hiện đại quá hết nhưng con người vẫn là chính cái gì cũng vậy bạo phát là bạo tàn đem lợi nhuận cao thì nó sẽ mất mát rất cao cho nên là mình phải cố gắng mỗi ngày mình cố gắng để mình theo dõi chặt chẽ không riêng bản thân mình và tôi cũng khuyên tất cả các bạn nhân viên của tôi riêng nhân viên của tôi là dù là hiện đại nhưng con người vẫn là chính. Mình vẫn đi theo dõi mỗi ngày theo dõi từ cái nhiệt độ, từ cái 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 nhiệt độ ở trong vườn và nhiệt độ bên ngoài để cân bằng để làm sao cái cây hoa nó đạt đạt được. Chứ mình không tự tin vào tất cả máy móc hết. Mà ở đây là con phải là con người là chính. Và tôi khuyên tất cả, tôi mong muốn tất cả nhà vườn mình phải quan sát và mình phải theo dõi cho kỹ dù là nó đã mình đã đặt là tự tin vào cái hiện đại rồi ở đây tôi không phủ nhận là cái hiện đại là là cái công nghệ nó là là xuất sắc nhưng đối với tôi cái con người vẫn là quan trọng hơn mình kiểm soát bằng mắt chính mình nhìn thấy thì mình mới làm được cái qua đạt hơn nếu mà hướng về cộng đồng à, à, suy nghĩ về đồng nai thì tôi suy nghĩ rất là nhiều vì tôi là một công dân của việt nam mà tôi là người con của đồng nai thì tôi mong muốn ở tỉnh nhà mình có một cái gì đó đẹp nhất và tốt nhất nhất là về cái sản phẩm hoa lan thì hiện tại tôi mở ở an hảo ở hiệp hòa một cái là à, cửa hàng nằm trong vườn lan thì tôi đang muốn cải tạo ở chỗ đó trở thành một cái nơi là hiện đại và đưa những cái sản phẩm đẹp nhất để về phục vụ ở thị trường ở đồng nai và tôi sẽ biến cái chỗ mua bán thành như một cái điểm du lịch để mọi người đến mua hoa mà có thể ngắm được cái khung cảnh à, trồng cây hoa như thế nào tạo ra cái sản phẩm nó ra như thế nào để cho mọi người vừa đến đấy thưởng lãm à, chiêm ngưỡng được những cái loài hoa đẹp nhất của thị trường thì tôi tôi mong muốn không phải là riêng cho bản thân tôi và ở tỉnh nhà các bạn nào có muốn thí dụ như là mở vườn lan hay là mở những cái cửa hàng hoa lan hay là à, một cái điểm du lịch ở đồng nai muốn phối hợp cùng với tôi để đưa cái sản phẩm này tạo cái quan cảnh cho đẹp để phục vụ cho không phải là người dân đồng nai mà các người dân ở tỉnh khác đến đồng nai ngưỡng mộ đồng nai xem được cái đẹp của hoa lan